Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trải nghiệm game Cut the Road 2. Game này nó đã bắt đầu có mặt trên hệ điều hành Android vào mấy ngày gần đây. Còn trên hệ hay điều hành iOS thì nó đã có mặt được khá lâu rồi. Để đền bù cho các fan Android thì nhà phát hành game đã cho game được một mô típ nó khác hơn với cả trên hệ điều hành iOS, là các thể loại đi bàn nó khá giống với game Candy Crush. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó sẽ đây, nó bắt các bạn có thể nhìn thấy đây, các bạn có thể thấy được đây là cái bản đồ, không phải là như trên hệ điều hành iOS là các bạn chỉ được các khối hình vuông và các bàn đi theo. Ở Android là nó như kiểu là một cuộc phiêu lưu của con Onom này đấy. Nhưng mà mình thấy số bàn chơi của nó cũng khá là giống trên hệ điều hành iOS thôi, nó không có gì thay đổi cả. Thì cái Cut the Road 2 thì nó vẫn giữ nguyên cái mô típ chơi cắt dây ở Cut the Road 1, thì nó ngoài ra thì chỉ có vài tương tác vật lý thôi. Đấy, các bạn cần này, cho con này ăn khó ấy. Ăn càng nhiều sao thì các bạn có khả năng unlock level càng đơn giản. Ôi, cái con này khó nhỉ. Cắt luôn. Đấy. Ngoài ra thì ở trên hệ điều hành Android thì con Onom này chúng ta nó chơi nó có cả cái mặt trời đây. Thì khi mà các bạn qua một bàn thì nó sẽ tăng thêm mặt trời. Và nếu mà các bạn chết quá nhiều thì nó sẽ bắt thời gian để các bạn phải kiểu nghỉ ngơi một chút để có thể suy nghĩ về chiến thuật, chứ không được chơi liên tiếp. Nó khác với cả trên hệ điều hành Android ở chỗ đấy thôi. Trên hệ điều hành iOS ấy. Tiếp theo là mình sẽ vào đến cái hệ thống tùy chỉnh của nhân vật. Thì nó cũng có khá nhiều. Đấy, đây là có thể tùy chỉnh lên tác dụng lên nhân vật. Đây, chúng ta sẽ có các cái mũ. Đây, các cái mũ hay là các cái viên kẹo cho biến nó hình cho đẹp hơn, hoặc là nó có thể thay đổi các nét cắt. Ngoài ra thì nó còn có thêm một số đồ vật để các bạn mua thêm, ví dụ như mua thêm quả bom hay quả bóng hay là các lỗ xoáy này, thì để trợ giúp cho các bạn chơi một cách đơn giản hơn thôi. Đấy. Ngoài ra thì ở hệ điều hành iOS thì nó sẽ có mở thêm một số bàn thưởng kiểu thế này. Các bạn có thể nhìn thấy nó có thể có các lối đi của bàn thưởng vào để các bạn cộng thêm một lượng tiền và một lượng vàng nhất định. Khá là hay. Nói chung là nhà phát hành đã kiểu nịnh fan Android trong thời gian chờ đợi. Nó phải có tí gì khác biệt với iOS. Bài trải nghiệm game của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Côn trùng ấy, nó có gồm 5 bàn. Mình bắt đầu vào. Như các bạn được thấy thì đồ họa của game nó được thiết kế kiểu kiểu các hình vẽ.